phá những điểm đến du lịch mới của tạp chí du lịch Wanderlust Tip. Hành trình lần này, Hello World sẽ ghé thăm đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và hiện đại. Ẩm thực Hàn vốn luôn thu hút du khách thông qua những bộ phim truyện nổi tiếng hay các chương trình thực tế đặc sắc. Hãy cùng tạp chí du lịch Wanderlust Tip trải nghiệm những ngày rong chơi tại Hàn Quốc và thưởng thức những món ngon nổi tiếng tại nơi đây. Đến với Hàn Quốc xinh đẹp, du khách nhất định đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn đường phố độc đáo, hấp dẫn. Bánh gạo cay tteokbokki là món ăn đường phố nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc, với màu đỏ đặc trưng cho vị cay nồng của ớt, kết hợp với bánh gạo, chả cá hay rau củ. Đây chính là món ăn mà bất cứ ai cũng nên thưởng thức khi đến với xứ sở kim chi. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn vặt hấp dẫn tại Hàn Quốc với mức giá phải chăng như rau chiên, xiên nướng, dồi luộc, chân gà cay. Thịt nướng Hàn Quốc luôn hấp dẫn không chỉ với người dân bản xứ mà còn thu hút cả những du khách nước ngoài. Đặc biệt, thịt lợn đen nướng là món ăn đặc sản tuyệt vời bậc nhất mà du khách không thể bỏ qua khi đến với đảo Jeju. Thịt được nướng mọi trên bếp than, vừa chín tới, cắt miếng dày, rắc một chút muối tiêu trước khi ăn hoặc quấn thịt với rau sống chấm với tương sam chang. Cảm giác từng miếng thịt thơm ngon tan chảy trong miệng làm cho du khách cứ nhớ mãi hương vị thơm ngon, béo ngậy đặc trưng chỉ có trên đảo Jeju. Bên cạnh đó, hải sản tại vùng biển Jeju cũng vô cùng tươi ngon. Nguồn nguyên liệu tươi mới nhất từ biển khơi được chế biến phong phú thành nhiều món ăn hấp dẫn, từ hương vị cho đến mỹ quan. Món gỏi cá sống ngon tuyệt, những đĩa hàu chứa đầy dinh dưỡng hay những chú cua khổng lồ, cùng với tài nghệ của người đầu bếp hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc độc đáo và vô cùng tuyệt hảo. Ẩm thực Hàn Quốc mang đậm nét văn hóa truyền thống tinh hoa phương Đông với vô vàn những món ăn tuyệt hảo, hấp dẫn từ hương vị đến hình thức. Và cứ vậy, du khách dường như bị cuốn theo sức hút của nền ẩm thực phong phú nơi đây đến nỗi chẳng muốn quay về.